Thưa quý vị, theo số liệu khảo sát mức sống dân cư được Tổng cục Thống kê công bố mới đây, thu nhập bình quân đầu người tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong 10 năm qua tăng lên đáng kể. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người của Hà Nội năm 2022 đạt khoảng 6,4 triệu đồng một tháng, tăng 3,2 lần, trong khi người dân Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 6,39 triệu đồng một tháng, tăng 2,3 lần so với năm 2010. Tổng cục Thống kê mới đây công bố về kết quả khảo sát mức sống cư dân Việt Nam. Kết quả cho thấy thu nhập bình quân một người ở Việt Nam trong một tháng năm 2022 theo giá trị hiện hành là 4,67 triệu đồng, tăng 11,1 điểm phần trăm so với năm trước đó. Đáng chú ý, kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra rằng nhóm hộ giàu nhất là mức nhóm gồm 20% dân số giàu nhất có thu nhập bình quân một người một tháng đạt 10,23 triệu đồng. Con số này cao gấp 7,6 lần so với nhóm hộ nghèo nhất. Nhìn chung, thu nhập tăng đều ở cả thành thị và nông thôn. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người trong năm 2022 tại khu vực thành thị đạt gần 5,95 triệu đồng, tăng khoảng 10,3 điểm so với năm 2021 và cao gấp 1,54 lần so với thu nhập bình quân tại khu vực nông thôn là 3,86 triệu đồng, tăng 10,08 điểm so với năm 2021. Dù chi tiêu bình quân đầu người giảm, nhưng thu nhập bình quân đầu người lại có xu hướng tăng so với năm trước. Đây cũng là minh chứng đánh dấu về sự phục hồi của đời sống hộ gia đình sau đại dịch COVID-19. Nhà tôi đang ở tăng từ 3 tỷ 1 lên 5 tỷ 8 rồi đấy. Căn chung cư nhà bạn tôi tăng gần gấp đôi rồi đấy. Hay là chỉ một năm căn chung cư của tôi mới mua để cho thuê đã có người vào hỏi mua lại với giá tăng 20% rồi đấy. Thưa quý vị, đó là những câu chuyện thường nhật diễn ra tại Hà Nội trong hơn 3 năm trở lại đây. Giá chung cư mới tăng giá chung cư cũ đã qua sử dụng tăng giá, thậm chí là giá các căn hộ tập thể cũ cũng tăng phi mã. Và theo thống kê, hiện giá bán sơ cấp chung cư tại Hà Nội trung bình là khoảng 56 triệu đồng cho một mét vuông, tăng 19% so với năm ngoái. Căn hộ Starlake tại Tây Hồ dù chưa đi vào hoạt động nhưng có giá lên đến khoảng 90 triệu đồng một mét vuông, tăng khoảng 50% so với lúc mở bán. Tòa chung cư đã đi vào sử dụng khoảng 8 năm tại khu vực ngoại giao Đoàn, cũng tăng 50% lên tới 60 triệu đồng một mét vuông. Bên cạnh đó, tại một số khu vực khác cũng tăng hơn 30% như Sun Grand City lên tới 107 triệu đồng một mét vuông hay khu đô thị Mỹ Đình, Sông Đà được giao bán khoảng 40 triệu đồng một mét vuông. Năm 2016 mình mua căn hộ 122 m² với giá là 3 tỷ 1. Bây giờ thì người ta cứ hỏi thôi nhưng mình không có ý định bán. Bây giờ theo mình biết thì là giá 5 tỷ 8 cho 122 m². Tôi thấy ở khu vực này thì là giá bất động sản thì là lên chứ không xuống. Cái năm 2019, 2020 thì giá nó chỉ dao động khoảng 35-40 triệu m². Nhưng đến thời điểm này là giá lên gấp đôi hết. Theo thống kê của CBRE, trong 3 tháng đầu năm, giá bán sơ cấp chung cư tại Hà Nội trung bình khoảng 56 triệu đồng một mét vuông, tăng 19% so với năm ngoái. Không chỉ trên thị trường sơ cấp, giá chung cư trên thị trường thứ cấp tại Hà Nội, đặc biệt giá bán chung cư đã qua sử dụng, cũng tăng mạnh trong quý 1 vừa qua, tăng khoảng 17% so với cùng kỳ năm trước, đạt trung bình khoảng 36 triệu đồng một mét vuông. CBRE dự báo năm 2024, Hà Nội sẽ ghi nhận thêm hơn 12.000 căn hộ chung cư mới mở bán, tăng gần 20% so với năm 2023. Tuy nhiên, nguồn cung mới tiếp tục ở phân khúc cao cấp, khiến giá sơ cấp tại Hà Nội năm 2024 vẫn sẽ neo ở mức cao. Thì trong những cái quý còn lại của năm 2024 thì theo chúng tôi là về mặt tăng trưởng giá thì có lẽ là cái mức giá sẽ ở ngưỡng hiện tại như bây giờ, và cái khả năng tăng trưởng như trong cái thời gian vừa rồi theo chúng tôi là khó có thể diễn ra. Một phần là cái mức tăng 17-18% trung bình thị trường trong một năm là cái mức tăng ở ngưỡng khá là cao rồi. Hiện nay là cái giao dịch của thị trường chung cư là có chứ không phải là hoàn toàn là sốt ảo, nhưng cái giá thì đúng là rất là phi lý. Có thể nói là vì cái chi phí xây dựng thì tuy có tăng về sắt thép, về vật liệu xây dựng, nhưng nó không tăng đến cái mức đó. Thế còn những cái chung cư mà hiện nay có thể nói là người ta cũng có một cái tâm lý là khi mà cái luật đất đai có hiệu lực thì cái giá đất sẽ tăng lên. Cái giao dịch là những cái dự án đã nộp tiền đất rồi và cái giá đất nó không thay đổi.
Thế vì vậy cho nên là những cái hiện nay là nó phải nói thực sự là chúng tôi cũng thấy rất là phi lý. Thưa quý vị, là không chỉ giá chung cư liên tục có mức tăng trưởng nóng trong thời gian qua, mà ngay tại những khu tập thể cũ có vị trí trung tâm tại Hà Nội, dù có niên hạn sử dụng hàng chục năm cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao. Như tại khu tập thể này thì vị trí tầng 3 đang có giá khoảng 40 triệu đồng một mét vuông, hay tại vị trí tầng 1 cũng có giá lên tới 80 triệu đồng một mét vuông. Nguồn cung căn hộ vẫn chưa cải thiện, đặc biệt là hầu như không có căn hộ giá bình dân, giá nhà vẫn tăng không ngừng, lãi suất vay vẫn còn chưa hợp lý. Đó là những lý do khiến cho giấc mơ sở hữu nhà của nhiều gia đình đang ngày càng xa vời. Đi thuê nhà đã lâu, nay có ý định lập gia đình, nhưng điều anh Hùng lo ngại nhất là chưa có nhà ở ổn định. Làm phép tính đơn giản, nếu mua nhà từ vốn vay thì anh cũng cần phải có trong tay ít nhất 50% số tiền giá trị của căn nhà. Một căn hộ tầm trung bình thường ở một quận ven thành phố cho gia đình nhỏ có hai con, khoảng 70 m², giá 3 tỷ đồng thì anh phải có ít nhất 1,5 tỷ, sau đó làm lụng vất vả, mỗi tháng trả 15 đến 20 triệu trong vòng 10 năm, hay thậm chí là 15 năm tiếp theo mới có thể trả hết nợ. Mình có tham khảo và cũng như là tìm các giá nhà ở trên mạng ấy, thì giá bây giờ dao động cũng phải từ 2 tỷ rưỡi cho đến 3 tỷ thì mới có thể mua được. Người đang chuẩn bị lập gia đình như mình thì cũng khó có thể mua được, kể cả gia đình có hỗ trợ như thế nào chăng nữa. Mình thấy đây là một trong những cái áp lực rất là lớn khi mà muốn có nhà ở Hà Nội. Hơn 10 năm từ Nam Định lên Hà Nội làm việc, Ngọc Anh có khoản tiết kiệm suýt soát 800 triệu đồng. Dù rất muốn có căn nhà của riêng mình, nhưng phần vì những mối lo về thu nhập, phần vì giá nhà tăng quá cao khiến cho Ngọc Anh vẫn buộc phải lựa chọn ở thuê. Thật ra là bản thân mình cũng đi làm ở Hà Nội được vài năm rồi và mình cũng xác định lập nghiệp ở đây lâu dài. Nhưng tuy nhiên là bởi vì là giá nhà khá là cao nên là mình cũng rất khó để có thể tìm được nhà ở Hà Nội để mua. Giá nhà thì càng ngày càng cao nên là mình cảm thấy là mua nhà ở Hà Nội vô cùng là khó khăn. Giới chuyên gia cho rằng giá căn hộ chung cư vẫn sẽ tiếp tục tăng hoặc ít nhất sẽ đi ngang. Khó có chuyện giảm trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và nhà giá rẻ đang tuyệt chủng. Đi cùng với giá tăng, nếu mua căn hộ để đầu tư, thu tiền ổn định hàng tháng, tỷ suất đầu tư căn hộ chung cư vẫn vượt trội hơn so với các loại hình bất động sản khác. Hiện tại chúng ta đang thấy là tỷ lệ người trẻ phân bố ở các đô thị nó rơi vào khoảng 70%. Và cũng chính từ cái việc đấy cho nên là cái áp lực về nhà ở đối với các đô thị ngày càng tăng lên, đặc biệt là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố thì bị áp lực về hạ tầng cũng như là về đất đai, dẫn đến câu chuyện là giá nhà ngày càng cao. Chi phí sống tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng tăng cao, trong khi đó thu nhập không tăng theo nên việc mua nhà ở mức giá cao trở nên khó khăn hơn. Các chuyên gia cũng nhận định, trong thời gian tới, người dân sẽ có nhiều cơ hội mua nhà hơn. Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển ngành xây dựng nhằm giải nén, giảm tải cho các đô thị lớn, đưa người dân ra các đô thị xung quanh. Một số các dự án đã được tháo gỡ vướng mắc pháp lý, góp phần bổ sung thêm nguồn cung và cải thiện niềm tin cho người mua nhà. Trong khi giá nhà tại Hà Nội đã có biến động theo chiều hướng tăng khá nhiều trong những tháng đầu năm nay, thì tại Thành phố Hồ Chí Minh giá nhà chung cư vẫn đang chững lại, không tăng, thậm chí là một số dự án còn giảm nhẹ. Dù vậy thì giá nhà chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn neo ở mức cao khi mà giá bán sơ cấp trung bình ở mức khoảng 61 triệu đồng một mét vuông. Những căn hộ vừa túi tiền khoảng 25 triệu đồng một mét vuông dường như đã biến mất trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh hơn 3 năm nay. Doanh nghiệp này đã xây dựng 5 dự án nhà ở xã hội và nhà ở vừa túi tiền, cung cấp hàng ngàn căn hộ cho thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, tức là khoảng 5 năm qua, doanh nghiệp chưa thể triển khai thêm dự án mới nào vì vướng thủ tục. Và cũng từng đó thời gian, giá đất, chi phí xây dựng đã tăng mạnh. Những căn nhà ở xã hội được xây dựng ở thời điểm hiện tại có giá khoảng 25 triệu đồng một mét vuông cũng đã là điều khó với doanh nghiệp. Cái giai đoạn mà năm 2010 đến 2015 thì nhà ở vừa túi tiền nó dao động khoảng 15 triệu mét vuông. Và giai đoạn 15, giai đoạn 20 á, thì nhà ở vừa túi tiền nó dao động từ 18 đến 20 triệu mét vuông. Tôi cho rằng tại thời điểm hiện nay cái thị trường nó đã định hình cái giá khoảng 25 đến 30 triệu là nhà vừa túi tiền nhà ở xã hội và nó không thấp hơn được nữa. Bởi vì một cái dự án nó rất nhiều những chi phí. Và thậm chí pháp lý càng lâu,
chi phí càng cao. Theo dữ liệu thống kê của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, tổng hợp dự án nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện huy động vốn và số lượng giao dịch nhà ở giai đoạn 2016-2023 cho thấy phân khúc căn hộ bình dân giá dưới 25 triệu đồng một mét vuông đã không còn xuất hiện từ năm 2021. Một số thống kê từ các đơn vị nghiên cứu thị trường như CBRE, Savill hay bấtđộngsản.com.vn cũng có chung nhận định này. Thậm chí trong quý 1 năm nay, CBRE đã áp dụng tiêu chí phân hạng căn hộ mới trên thị trường, trong đó căn hộ phân khúc bình dân đã được điều chỉnh có giá dưới 35 triệu đồng một mét vuông, thay vì dưới 25 triệu đồng như trước thì phân khúc này vẫn thuộc hàng hiếm. Mức giá mặt trả bán mới trên thị trường nó đã tăng rất là nhanh trong vòng khoảng tầm 5 năm trở lại đây. Thì khi chúng tôi nhìn vào cái đấy, chúng tôi nhận thấy rằng là cái tiêu chí của các cái phân hạng này nó chắc chắn nó sẽ phải cao lên để nó phù hợp với cái mức tăng chung của thị trường. Ngay cả sau khi chúng tôi điều chỉnh thì là cái thị trường căn hộ bình dân nó gần như vẫn là không có hàng để bán trên thị trường, gần như là biến mất tại thị trường, đặc biệt là tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Không có bất cứ một dự án nào hiện tại bây giờ trên thị trường Hồ Chí Minh mở bán ở phân khúc dưới 40 triệu. Và những dự án ra trong khoảng thời gian cuối của năm 2023 và đến đầu 2024 thì nó bắt đầu từ mức 43 triệu trở lên hết. Và phân khúc này vẫn chỉ là một phân khúc tầm trung thôi. Và gần như là không có bất cứ một cái dự án nào mà dưới phân khúc 4 triệu, ngoài trừ một cái dự án nhà ở xã hội ở quận 2 là bắt đầu có cái mức giá gọi là dưới 40 triệu. Đó là mức giá dành cho một cái nhóm đối tượng nhà ở xã hội thôi. Còn nếu mà nhà thương mại thì gần như là không thể nào mà mua được. Như vậy chúng ta thấy cái nhu cầu thực của xã hội đó là nhà ở thương mại giá vừa túi tiền. Đó là nhà ở xã hội, mà cả hai loại nhà này đều rất thiếu. Nên thị trường phát triển chúng ta thấy lệch pha về sản phẩm, lệch pha về phân khúc thị trường. Việc lệch pha này trên thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đã tồn tại nhiều năm nay. Để sở hữu nhà ở, người dân thành phố đã chuyển sang mua các sản phẩm nhà ở khu vực lân cận như Bình Dương, Đồng Nai và Long An với mức giá phải chăng hơn. Trước tình trạng giá nhà liên tục sốt nóng trong thời gian qua, mới đây Bộ Xây dựng đã đề nghị Hà Nội chấn chỉnh xử lý hành vi đầu cơ, thổi giá chung cư, báo cáo Bộ trước ngày 20 tháng 4. Bên cạnh đó, phía chuyên gia cho rằng về lâu dài để giải quyết tình trạng bất động sản tăng nóng, cần giải pháp cải thiện nguồn cung, đặc biệt là với phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở bình dân. Theo thống kê của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, trong quý 1 năm 2024, cơ cấu giao dịch căn hộ bình dân chỉ chiếm 3,82%, trong khi đó căn hộ trung cấp là khoảng 23% và căn hộ cao cấp là 28%. Cùng với đó, phân khúc nhà ở xã hội tỷ lệ còn thấp, đến nay chỉ mới hoàn thành được gần 38.700 căn, đạt 8,9% kế hoạch về nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 là 1,24 triệu căn. Phía chuyên gia nhận định, để tình trạng giá căn hộ chung cư không bị sốt nóng như thời gian qua, cần phải có giải pháp để tăng nguồn cung, đặc biệt đối với dự án nhà ở giá phù hợp. Cơ chế chúng ta giao làm nhà xã hội hiện nay nó chưa có động lực cho nên cách doanh nghiệp là tối ưu hóa cái chi phí, có nghĩa là chi phí thấp nhất có thể. Cái này không phải là trách nhiệm của doanh nghiệp nữa, mà phải trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương. Chúng ta phải vào cuộc và phải đầu tư cái hạ tầng xã hội đến tận chân hàng rào. Phát triển, tham gia đầu tư của các nhà đầu tư vào cái phân khúc nhà ở xã hội đúng là đang có rất nhiều cái khó khăn từ thủ tục, khó khăn các quy trình, khó khăn về quỹ đất, khó khăn về nguồn vốn. Luật nhà ở trong cái giai đoạn vừa qua mới được Quốc hội thông qua thì đã cơ bản có những cái điểm rất lớn là tháo gỡ, cần sớm đẩy nhanh các cái nội dung, nội hàm của các cái luật này để nó được có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 này là cực kỳ quan trọng. Theo đại diện Bộ Xây dựng, đối với luật nhà ở, Bộ đang đốc thúc triển khai xây dựng 3 nghị định. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở, nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Đặc biệt, với việc phát triển nhà ở xã hội, Bộ đang giao các địa phương xây dựng quy định cụ thể phù hợp với điều kiện từng vùng. Liên quan đến luật nhà ở, thì trong đó thì có yêu cầu các địa phương để khẩn trương quy định cụ thể các địa điểm, vị trí phải phát triển nhà ở theo dự án. Rồi là quy định việc hỗ trợ giải quyết bán cho thuê
mua cho thuê nhà ở xã hội cho đối tượng quy định. Và chúng tôi đang tổng hợp, tiếp thu các ý kiến để hoàn chỉnh và dự kiến là sẽ gửi Bộ Tư pháp vào thời điểm ngày 20 tháng 4 và sẽ dự kiến là trong cái cuối tháng 4, đầu tháng 5 thì Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Chính phủ để xem xét, để thông qua. Vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để trình Quốc hội ban hành nghị quyết cho phép luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành vào ngày 1 tháng 7 năm 2024. Các chuyên gia nhận định, với việc một số nghị định, quy định của cả luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sớm có hiệu lực trong thời gian tới, có thể khiến nguồn cung nhà ở xã hội bùng nổ, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu cầu lớn hiện nay. Từ đó, giá chung cư tại các đô thị lớn cũng sẽ được kìm lại. Đến đây, chuyện trong ngày của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.